Trong khu chợ rau quả khu Lũ Trô, thành phố Tân Bắc, một gian hàng bán thịt dê bị phát hiện có hành vi gian lận, treo đồ dê bán thịt lợn. Bán thịt dê nhưng khi kiểm nghiệm ra lại là thịt lợn, không hề có thành phần thịt dê bên trong. Chủ cửa hàng thịt cho biết, gian hàng chỉ mới bán thịt dê trong 2 năm, cơ sở bổ muối trực tiếp mang đến chợ bán lẻ cho gian hàng, nghi rằng nhân viên của cơ sở bổ muối lấy nhầm thịt lợn bán cho mình. Cục Y tế Tân Bắc sau khi nhận được thông báo đã đến thanh tra gian hàng nếu có bất cứ biểu hiện không đúng sự thật, sẽ xử phạt theo pháp luật. Gian hàng bán hải sản trộn niệm, chuyên bán hàng biển tươi sống và bán thêm thịt dê. Nhưng sau khi xét nghiệm, cho kết quả sản phẩm thịt dê của cửa hàng bán ra, không chứa thành phần thịt dê, thay vào đó là thịt lợn. Chủ gian hàng ông Dương Thanh Kỳ cho biết, chúng tôi cũng không phân biệt được, phía cơ sở bỏ muối họ cũng nói có khả năng là nhân viên của họ lấy nhầm, mà trong khi gian hàng chúng tôi chuyên bán hải sản nên khi có khách hàng muốn mua thì tôi mới gọi đặt hàng. Được biết giá thịt dê của cửa hàng này rẻ một cách kỳ lạ. Một ký hai thịt dê chỉ bán với giá 250 đầy tệ, thấp hơn so với giá bán trên thị trường là 360 đầy tệ. Tính ra mỗi 600 gram rẻ hơn 50 đầy tệ. Giá cả trên lệch vô cùng khả nghi. Chủ gian hàng một mực đổ lỗi cho doanh nghiệp bỏ mối Cục Y tế Tân Bắc cho biết nếu có hành vi nội dung nhãn mát không đúng sự thật sẽ xử phạt theo mục 1 điều 28 Luật Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể xử phạt từ trên 40.000 đến dưới 4 triệu đại tệ. Nếu như hành vi gian lận có tình tiết nghiêm trọng có thể sẽ chịu hình phạt dưới 7 năm tù giam và nộp mức phạt dưới 80 triệu đại tệ. Hiện tại đang chờ kết quả điều tra sự việc.